đã cho cuộc sống và hạnh phúc như ngày hôm nay. Và ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị khách quý tư thông phụ mẫu của chú rể và cô dâu. Về phía hoàng nhạc trai xin trân trọng kính mời bác của chú rể là bác Trần Hưng và thông mẫu của chú rể là bà Hứa Thị Cúc cùng hân hạnh tiến lên sân khấu. Về phía hoàng nhạc gái xin trân trọng kính mời song thân của cô dâu ông Lê Đình Thuận và bà Trần Thị Ánh cùng hân hạnh tiến lên sân khấu. Một lần xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay thật trân trọng để chờ đón đôi bên tham gia. Chúc cho nhà trai có nàng dâu thảo hiền, nhà gái có chàng trường quý. Hai người họ tình cảm ra giữa khăn sẽ kết sẽ cơ hồng đôi lứa đến đôi chồng. Kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta là sự nghi diện đông đủ. Bên kia là người bác và thông mẫu của chú rể Bá Thuận. Bên này là thân sinh và thân mẫu của cô dâu Thu Dung. Còn ra còn có bạn bè thân hữu gần xa cũng như những người thân yêu nhất của hai bên gia đình. Một lần nữa xin quý vị chúng ta dùng một tràng pháo tay để cô giữ sự hiện diện đông đủ của mọi người. Vâng, kính thưa quý vị, trong ngày hạnh phúc hôm nay của chú rể và cô dâu, xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng ghé qua thắp bánh để cùng thắp lên nguồn điện tình yêu. Để cùng khai những dòng rượu hạnh phúc với mọi người. Dẫu cây dẫu nhà xin được quen nhau. Một trai cho chồng nghĩa tình, hai trai ta rốt cho mình gần nhau. Từ nay tâm hợp ý đầu, ngày sau mãi mãi bên nhau trọn đời. Những dòng rượu sẽ tạo nên một dòng hát tượng trưng cho tình yêu bình thường. Chúng ta đã chứng kiến cuộc tình hạnh phúc nhất của Bá Thuận và Thu Dung. Và cầu chúc cho tình yêu và hạnh phúc của họ được trăm năm tình viên mãn bắt đầu giữa phu thê.
tại trung tâm hội nghị FPT và giờ đây bước sang phần 2 phần giao lưu âm nhạc. Mùa xuân thì mua hoa khoe sắc, tiệc núi thì không thể nào thiếu những lời ca tiếng hát. Những lời ca tiếng hát quý vị sẽ là những lời chúc phúc cho chị đại ca quê nhau. Đây ngắm nhau một bên trái đi. Tinh thần không thể thiếu được trong tất cả các buổi đêm. Và các quý vị đang được chúc tôi đã cảm nhận bởi tất cả quý vị khách quý cũng như bạn trẻ yêu thích âm nhạc. Chúng ta hãy đăng ký một ca khúc hay nhất để tiếp tục nhé. Hát về cây lúa hôm nay.